Quang Duy Minh kính chào quý cô chú và cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Hoa Viên Nghệ Trang, thành phố Bến Cát của tỉnh Bình Dương quý cô chú anh chị. Đây là một cái địa chỉ luôn nghe quý cô chú anh chị. Ví dụ như bà con cô bác nào có đến đây không biết thì có thể là bấm qua địa chỉ đây ha. Ở Hoa Viên Nghệ Trang Bến Cát Bình Dương quý cô chú anh chị. Đó là thành phố Bến Cát nha. Thì hôm nay thì Duy Minh sáng nay cũng mua là một cái lon xì lon Mirinda ha, của Duy Minh, và một cái bánh bông lan qua cho chú Du Linh, đó là của chị Thúy Diễm gửi Duy Minh mua mỗi ngày. Duy Minh muốn mua bánh hoặc là trái cây gì cũng được ha quý cô chú anh chị. Đó là chị cũng dễ cho nên là mình mua gì cũng được quý cô chú anh chị, để đem vô buổi sáng cúng cho chú buổi sáng ha, ấm áp ha quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh xin mời bà con cô bác, hôm nay là sáng nay là ngày 16 rồi quý cô chú anh chị. Ngày 16 tháng 5 rồi. Sáng bữa nào Duy Minh cũng chiều hoặc sáng Duy Minh hay thường quay cái cây mai này quý cô chú anh chị. Duy Minh cảm thấy rằng cây mai này nó rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Thiệt luôn á, cây mai này càng ngày càng thấy đẹp, rất là tuyệt vời. Duy Minh thích quay như vậy cho bà con cô bác chiêm ngưỡng ha. Còn đây là những cái cây hoa tiểu thư của là chị Gina Nguyễn nha. Thì bên trong thì Duy Minh thấy chỉ có anh Ngọc đang đứng trước mộ của chúng chị. Chị Bích thì vô sớm. Bếp quay rồi hả? Đúng rồi, sao không biết hay à? Biết hay quá cầm luôn đi. Wow, máy xịn nha. Máy xịn của anh Ngọc. Sáng nay Duy Minh mua bánh bông lan đó, của chị Thí Diệm gửi cho mình. Còn này là của em mua riêng Mirinda cho chú. Đổi nước nữa. Mỗi ngày mỗi đổi hương vị quý cô chú chị ơi. Đó, đúng ra là chú là rất là thích cà phê sữa nha. Sao gì hả? Trời ơi, trên đây này nãy giờ anh mới phát hiện luôn ta. Gì là ông gan quá ha. Sáng vô là thấy khóa rồi đó. Vậy nè, nó thử trên đây nè, mấy cây nè chú. Trời ơi, mấy ông này cũng khóa dữ ta. Tại vì khóa hại mùa màng dữ à. Chùm buổi chiều tối á. Chùm chiều tối á. Không, mà mình phét cái lỗ bự bự lên tí nữa anh. Tại trưa nay em phét hả cho. Bữa đó em phét rồi. Em phét luôn cũng. Nay phét nữa, phét thêm mấy lỗ nữa. Đó đừng hầm. Đó, mời chủ ha. Khui bánh ra đó. Đó. Xé ra luôn. Đó, quý cô chú anh chị. Người mất là người mất hả? Người mất sao hỏi chú được? Chú còn sống á, còn sinh thờ. Chú nói là còn sinh thờ. Còn sống là quý chú hay hỏi chú. Cho là người thân đến nói với anh đúng không? Đúng rồi. Ừ. Có gì? Lúc mà còn sinh thờ quý chú. Đây để em đốt hương luôn cho anh. Nghe hai người hai cây ha. Đây để em đốt cho. Dạ. Ngủ lên lắm từ năm 1990 giờ đó. Dạ. Hơn nhau 6 tuổi rồi. Ở đâu? Gì hả? Dạ. Cũng nghệ sĩ nữa hả, là người thân của chú hả? Không, chứ mình mến mộ, hâm mộ, mến. Bên kia là chú. Đây chú. Mình thích
chú cháu mình đứng mình thắp hương chung luôn ha. Nam mô A Di Phật, Nam mô Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 rồi đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2024 năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog, thắp nén hương trình diễn các vị các ngài thổ thần, thổ mộ, thổ đề, đất đai, chân trạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần hộ pháp, nghĩa trang qua Di Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tên thật giỏi văn ngoan, có danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Sáng nay Di Minh được sự trợ duyên của chị Thúy Diễm ở Đài Loan gửi cho mình cũng một bánh bông lan, và Di Minh có mua thêm nước ngọt. Trước là mời chú về thọ thật xa, cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Di Minh cũng nguyện giải cho mẹ Quan Âm nhân biến bồi cực cho tất cả các hương linh ở trong nghệ trang của Di Minh Dương này về đây thọ thật tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và được hưởng hương khói nơi đây. Và Di Minh cũng không quên hồi hướng công đức gia đạo gia đình của chị Thúy Diệm ở Đài Loan được là mạnh dội khỏe khoắn, làm gì được nấy theo như ý nguyện của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu gì chứng nhận dùm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chí Phật. Nam mô Đại Chí Phật. Dạ. Cảm ơn chú nha. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Rồi, sáng nay thì cũng có mấy chú đến ha, sớm ha, quý cô chú anh chị. Dạ. Đám đó chắc 6 giờ là người ta vô năm mấy quá. Mới vô tới. 6 giờ. À gì cũng được rồi. Đó, bây giờ thì mình mua xì Mirinda với bánh bao nha quý cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì Duy Minh sẽ đi lao mộ quý cô chú anh chị. Lao mộ cái. Dạ. Đây đây. Chú cho ngừng anh Ngọc. 14 phút rồi. Chú. Anh đang quay máy đạt hơi đi đâu rồi. Tí nữa đi. Dạ. Bông lan. Nó mồ quay gì đó bạn. Sáng vô là lao hình trước. Quý cô chú vị lao hình trước xong cái mình lao những cái chỗ khác. Đó. Sáng thì đó. Bông lan cánh trắng nhị vàng, hoa thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Con đò lục tỉnh mà thênh thang, quen ngơ nhớ. Gì sáng vô cái gì rồi không anh? Ai cho quay? Sáng vô mất lửa hả? Mặt chú kia nha. Trời ơi. Ai muốn lao lao chứ xin trời. Nó cái chứ. Đúng. Ở đây mộ của chú khán giả đến buổi sáng rất là sớm luôn quý cô chú anh chị. Nội sáng không là mấy khán giả rồi đó. Có cái đoàn kia tới trước rồi Di Minh quay không kịp quý cô chú anh chị ơi. Đoàn kia chạy xe mô tô tới luôn mà mình quay không kịp. Do là mình gắn mít rồi vô đó quý cô chú anh chị, cho nên là cái quá trình nó lâu quá. Thao tác rồi mình thử coi nó có mít rồi nó có ăn hay không nữa quý cô chú anh chị. Cái đám nào? Cái đám nào không biết, nhưng mà có xe mô tô chạy đây nè. Có chiếc xe mô tô thứ già luôn. Mà hôm nay đám nhà của ông Phong mình không biết luôn hả ta? Phong nào? Phong không? Không, ông đâu có nói năng gì đâu biết. Với gia đình của ta, lô bô của ta đâu có ấy. Đó. Ê,
hay quý cô chú anh chị. Đây là những cái hình ảnh buổi sáng ha, ở tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì sáng nay thì mới chỉ có mới Duy Minh cũng bên bánh bông lan nè, hồ nước Mirinda nè quý cô chú anh chị. Nay mỗi một ngày mình sẽ đổi nước, đổi nước cho chú ha. Buổi sáng thì mình cũng mình bông của cô năm lần ha, rất là lâu rồi, hơn một tuần lễ rồi mà vẫn còn tươi tốt nha quý cô chú. Lý do là để trong mát á, cho nên là nó ít héo, chứ cái này mà được để trong phòng lạnh luôn là ở nhà mình á, là từ một tháng lên á quý cô chú, một tháng lên nó mới có hư á. Theo như mình hồi đó mình cũng có đi trưng hoa ở trong cái mà tìm áo cưới quý cô chú, tìm áo cưới của anh Vũ á. Mình biết anh để là khi một tháng, hơn một tháng luôn không chừng. Nếu mà tại vì ở trong nhà của ảnh là toàn phòng lạnh không à, tìm áo cưới rồi bà con có báo biết rồi, ở trong phòng lạnh không à, cho nên là cái nó có cái độ lạnh. Và mỗi buổi sáng thì ảnh hay xịt sương qua tí thiếu, đừng có xịt nhiều quý cô chú vậy. Anh dặn là đừng xịt nhiều, chỉ xịt sương qua thôi, cho nó ướt lá thôi, cho nó hơi ướt một cái là được rồi, nó mát một cái là nó hút nước được, đừng có xịt ứ là nó dễ bị ấy lắm. Sáng nay thì Duy Minh cũng là lau dọn xong rồi quý cô chú anh chị, thì Duy Minh xin quay chia sẻ những cái hình ảnh ha, những cái chú rồng nè. Hôm nay là Duy Minh thấy là tươi mát lên rồi quý cô chú anh chị. Đấy, thấy chưa, hôm nay là xum xê luôn nè ha, rồng mộng luôn. Nó phát triển đâu dạo hơn một tuần nay quý cô chú anh chị, là hồi lúc trước cách đây khoảng một tháng mấy quý cô chú anh chị, thì chú rồng này phải nói là còi cọc luôn, nó rụng lá rồi nó vàng lá. Bữa nay là thấy gì là đỡ rồi đó. Đặc biệt thì cây lục bình này thì nó không có hoa, chắc nó đang ra lá non đó quý chị. Đây, rất là tuyệt vời luôn ha. Thì thấy hai chú rồng bên đây nó phát triển lên là quý cô chú anh chị. Rồi qua đây, ở đây mình qua bên đây ha. Hai chú rồng này cũng vậy nữa nè. Đây nó, chú rồng ở chỗ mộ chú mà tươi tắn như vậy là nè, ra lá non nhiều, rất là nhiều luôn ha quý cô chú anh chị. Hả, mùa lớn mà cũng vừa chứ không có lớn mấy, vừa. Chết hả? Chết là sao? Chết máy. À không. Đó. Đây là những cái hoa nè, bà con cô bác nhìn nè. Nó lên mà đến chùm chùm luôn rồi quý cô chị. Đặc quẹo luôn rồi nha. Nè. Đặc quẹo luôn nè, đó. Hồi trước nó còn thưa rỉnh, bây giờ này nó đặc quẹo luôn nè, đó. Đây. Ồ, lá non không luôn này nha quý cô chú anh chị. Quá trời tuyệt vời luôn ha. Ồ, vậy là đã sống rồi. Đây, chẳng lẽ là sự thật hay sao? Đó. Còn cái chậu lục bình này á, thì bà con cô bác thấy nè. Ồ, những cái nụ nó ra, nó mới nó đâm chồi ra, nhìn búp 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 búp, nhìn nó đẹp quá quý cô chú. Để nó quay lên trên đây ha. Ở trên bà con cô bác thấy coi có gì không nha. Đó. Quá tuyệt vời ha. Đó. Quá, bầu trời thì trong xanh buổi sáng nha. Ở trước mộ của chú thì cũng có một cái cây hoa gì cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị nè. Đó, rất là đẹp nha. Còn đây là những cái vở tuồng của chú nè. Đó là năm 1991 chú đạt huy chương vàng chuyển vọng Trần Hữu Trang. Trong giai vịnh vở Hoàng Giọng Phu đến năm 1995 chú đạt là diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang. Quay Nguyễn Đi Lô trong vở Bức Ngôn Đồ Đại Việt quý cô chú anh chị. Sau là 2 năm thì đến năm 1997 thì được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó. Với những cái vở diễn như là tiêu biểu như là Vũ Áo Bụi Đờ, Sơn Xì Ke, rồi Luân Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Đó. Rồi Ngũ Tự Tư. Đó. Rất là nhiều cái vai diễn mà phải nói là để đời.
đến bây giờ ha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ thì Duy Minh cũng xin thắp xung quanh. Chị Hồng Loan thì hồi tối thì cũng có báo những cái tin vui quý cô chú anh chị. 2 4 6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 26 28 29 ai? À, thấy rồi. À, chị báo những cái tin vui quý cô chú anh chị. Qua cũng có bà con cô bác muốn biết mà rành mạch hết bà con vô cái trang của chị Hồng Loan ha. Thì chị Hồng Loan có những cái tin buồn hay là tin vui gì á thì chị đều là up lên trang fanpage trong Facebook của mình đó quý cô chú anh chị, hoặc là thỉnh thoảng thì cũng up lên Zalo, nhưng mà chị up lên là Facebook là nhiều. Thì bà con muốn biết là gành thì bà con bắt vô Facebook cái là bà con bấm vô là Hồng Loan, Hồng Loan official là nó ra thôi quý cô chú anh chị. Tại vì mình báo tin cho bà con rồi, bà con cô bác vô trong đó ha, xem cho nó cặn kẽ hơn. Có những cái tin mới này để vì mình tí xíu vì mình sẽ mở lên cho bà con cô bác coi, đọc cho bà con chính xác ha. Đó. Hôm nay sáng nay thì mình cũng có đặt một cái mâm cơm cho là chị, một người chị ở là Bạc Liêu ha quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Phật. Hello hai anh em. Ủa hai vợ chồng hello không ơi, lộn thiệt hai anh em mới tới. Ủa hai vợ chồng mới tới. Nam mô A Di Phật, tự nhiên là hai anh em trời. Nam mô A Di Phật, anh lộn thiệt luôn á, láo con liền, anh lộn thiệt luôn. Hai vợ chồng vừa là nó hai anh em. Nam mô A Di Phật. Hai chồng của anh mới tới, mình chào nó mà nó mô Phật, mình chào lộn quý chú anh chị, thật sự luôn, chào lộn thiệt luôn á. Nam mô như vậy bỏ tài. Nam mô A Di Đà Phật. Sông dài cá lội biệt tâm em còn. Nam mô A Di Đà Phật. Mình có cái máu nghệ sĩ lắm nghe quý cô chú anh chị. À, mình cũng hay ca hát lắm á. Ngày xưa thì mình hay ca hát nhảy múa lắm. Cũng là máu nghệ sĩ lắm. Con cái là duyên không có. Ngày xưa mà mình đi theo ông bác ba của mình á. Nam mô bác ba là gọi là anh em mà kết nghĩa, anh em bạn của ba của mình á. Là ngày xưa ông là chủ đoàn hội chợ. Đó, quý cô chú anh chị. Đủ đoàn hội chợ, đoàn hát lô tô đó quý cô chú chị. Ông mới ghé, ông về nhà mình, ông ghé nhà mình. Nam mô A Di Đà Phật. Và ông có tổ chức ở chợ gần đó là chợ khu Mười, là cái nơi mà chú Vũ Linh cũng đến đó, đã từng đến đó hát đó quý cô chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ban ngày thì về nhà Duy Minh ngủ đó, những Nam mô A Di Đà Phật. Những cái chị mà gọi là những chị BD đó cũng như là về nhà với mình ngủ. Quý cô chú anh chị, lúc đó mình nhỏ xíu à. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó chừng 10 tuổi, mười mấy tuổi. Nam mô A Di Đà Phật. Mình còn nhỏ xíu. Mình mà hồi đó mà lớn tí xíu chắc gì mình đi theo dân nghệ luôn rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Đi theo đoàn lô tô hát luôn rồi đó.
Tại cái máu của mình máu văn nghệ mà, gặp con ô tô mình phái mà đi theo phụ phụ. Mà đi theo phụ phụ thì bà con cô bác biết rồi, nó bén ngày. Giống như mà cái hạt mà gieo lâu năm từ từ nó cũng mọc. Nam mô A Di Phật. Lâu ngày từ từ nó cũng mọc lên nè. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mộ của cô Bích Lan, là vợ của chú nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nha. Nam mô A Di Đà Phật. Có ông anh, có ông anh coi nhìn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nè, quý cô chú anh chị. Ông đã từng lập kỷ lục Guinness là người đóng phim phụ nhiều nhất ở Việt Nam, đóng vai phụ á. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nhạc sĩ Vinh Sử. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là Nỗi Buồn Quá Phượng. Thì hôm nay là Duy Minh cũng nghe trên các cái diễn đàn của làm những nhạc sĩ Chế Linh, như là danh ca Chế Linh đó quý cô chú anh chị, cũng có nói về những cái ca khúc của mình đó, là hát những đứa con của chú, những đứa con tinh thần đó. Thì Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì cũng như là do là những ca sĩ hát sai lời này kia rồi, Nam mô A Di Đà Phật, làm cho và những cái nhắn nhá nhã chữ không có đúng cách đó, làm cho tác giả buồn quý cô chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Thì Duy Minh cũng có xem rất là nhiều những cái video về âm nhạc thôi. Ôi hãy vô luôn. Đó. Mấy anh em cũng tranh thủ buổi sáng nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hello em trai. Vô nãy giờ lâu rồi, nửa tiếng rồi. Anh thắp hương xung quanh luôn rồi. Đó, thì quý cô chú anh chị ơi, buổi sáng nay Duy Minh cũng giữ mấy anh em cũng đã xong rồi ha. Thắp hương là lao mộ xong xuôi rồi. Và thắp hương xung quanh luôn rồi. Thì mỗi buổi sáng thì mấy anh em mình cũng đến đây chăm lao mộ cho chú xong xuôi rồi. Là một cái buổi sáng coi như là một cái hoàn thành nửa ngày quý cô chú anh chị. Đó, đến là khi chiều thì cỡ 4 giờ thì mấy anh em mình chuẩn bị đồ đạc nha, cái mình lau dọn cái nữa trước khi mình ra về. Đó. Bây giờ mình quay trên đây ha, cao lên cho bà con cô bác xem nè. Quay mà ở trên xuống nhìn xuống đẹp lắm quý cô chú anh chị. Mẫu chú ngày xưa thì có trang bị đèn rồi giấc tối đó quý cô chú anh chị. Hai bên chú Rồng thì giấc tối rất là đẹp luôn. Mà do giờ ban ngày á cho nên là nó không có được sáng lung linh ha. Quên đó, mình để mình nói mình có những cái thông tin chia sẻ về những cái tin vui của những người quan trọng, đó là biết thầy đã mình mở lên đọc cho bà con ha. Hôm nay nó hỗn quá rồi bà làng nước ơi. Đây là nghệ sĩ Bình Tinh ha, đăng những cái khoảnh khắc mà vở diễn trong cái tiết mục của mình. Rồi thì tới chị Hồng Loan. Hồng Loan. Bà con cô bác để Duy Minh chỉ bà con tìm luôn ha.
Hồng Loan nè, đó nó hiện lên liền ha. Hồng Loan, Võ Thị Hồng Loan nè, tìm chị Hồng Loan nè. Đó, bấm vô là theo dõi thôi. Đây, những cái thông tin nè. Trong đây thì có thông tin của là Phương Lê. Ý anh gì ơi, nếu khó khăn quá, nói một tiếng, Phương Lê sẽ cho một ít quỳ cho nhỏ mớm. Võ Thị Hồng Loan nó không nhận nè. Ông, ui, cái gì, cái của ông Chia Ly Châu gì, Cha Ly gì nè. Đó, quý anh chị. Mới về Việt Nam, ngồi ở Hà Nội chưa nóng đít nữa, đã được trung tâm găng hàm mặt, nụ cười nha khoa mới, nụ cười tỏ nắng, tỏ sáng 100 triệu. Mời làm đại sứ, anh chị chủ làm, mình ngại hết sức luôn. Làm găng vậy mình hỏi chứ, ủa, đợt trước anh nói em, anh cho em 500 triệu, em không lấy. Giờ em làm đại sứ, anh có lấy tiền em không? Anh nói, không, em ơi, anh mời em làm đại sứ thì anh phải, cái này gọi là gì, phi hả? Chứ anh lấy em làm thương hiệu rồi lấy tiền em chi? Cái em nói chứ thôi, đại sứ, chứ cũng cần tiền. Thôi, anh làm đi, em chuyển khoản trả nha. Còn nếu không đủ, em về bển, em chuyển khoản qua. Cái anh nói, ok, em. Mà trước mắt là anh vẫn lấy tiền làm gì vậy? Chữ này chứ gì ta? Nè, quý cô chú anh chị. Chữ này là Duy Minh không biết tiếng Anh luôn á. Đây nè. Chữ F nè, chữ G nè, chữ hai chữ E nè nha. Em nghe cũng mắc cười, em hỏi, ủa anh nói vậy mai mốt chúng ghét em, đòi em sao kê, hàm răng em biết sao anh. Chứ tiền em trả mà thiên hạ đòi sao kê, anh có lên bài đính chính cho em không? Anh cười, lúc đó anh bạn làm răng cho người ta rồi, thời gian đâu mà úp bài đính chính cho em đây. Hai anh em ngồi cười ca ca ca. Đó là một chị Phương Lê, quý cô chú anh chị. Chị Phương Lê chia sẻ một cái bài của ai nữa đâu. Bên ở chị Võ Hồng Loan, chị Hồng Loan chia sẻ cái bài của là Phương Lê, có đánh kèm cái hình của Phương Lê trong đây luôn ha quý cô chú anh chị. Mà chị Phương Lê thì lại kẹp thêm cái bài của ông Chely Châu Chelet gì nè. Quý anh chị chỗ tiếng Anh không? Bởi vì người ít học đọc không hiểu gì hết. Bà con có bác hiểu không? Bình luận cho mình nha. Việc nhận xét ADN đã được Vũ và Ni thực hiện âm thầm từ lâu, khi có sự đồng ý của Võ Hồng Loan, kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối, quyết định khi cần qua được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ Ni Loan biết. Ngay cả Bùm Bùm Thành Mỹ hay là Bình Tinh, Vũ Lưng không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Đâu rồi, wow, bài này hơi căng nghe quý cô chú anh chị. Đó, hiện tại bây giờ là anh Nguyên Vũ đã khai hòa chị Nani Nasi Nguyễn nè. Chị Ni đó, quý cô chú anh chị, cũng đã có trong đây luôn, gắn thẻ cho chị Nani nè. Đó, anh Nguyên Vũ đã lên bài lên tiếng ha. Mong bà con cô bác hãy xem những cái tin này nó như thế nào nha. Rất là hấp dẫn nha quý cô chú anh chị. Còn đây là cái hình ảnh rất là vui. Chúc mừng thiên thần mới của đại gia đình. Tên này là cậu Sang đặt cho con. Để mỗi lần mẹ con kêu tên con một cái, cô gì chú bác xuất hiện nhậu luôn tên con. Là gì ta? Nhậu luôn tên con, khi xuất hiện là nhậu luôn tên con hả? Là Võ Mỹ Phương Lưng Tinh Sang Ni Vũ Hồng Thủy Loan Đại Thắng. Trời ơi, cái tên gì dài dữ hả? Bỏ thêm luôn đó. Ồ, quý cô chú anh chị ơi, đây là một cái thông tin là phải nói là ở dưới đây là hình ảnh của là luật sư Tiết Ngọc nha. Ở đây cũng có những cái bài liên quan rất là hay ha. Xin cảm ơn cô, chú bác, anh chị đã quan tâm và yêu thương Võ Thị Hồng Loan, Nina Si Nguyễn nên sáng nay khi thấy tâm trạng của luật sư ở tòa Phú Nhuận
làm mọi người lo lắng. Đúng là sáng nay luật sư lên tòa Phú Nhuận để tiếp cận sao chụp hồ sơ của là nguyên đơn, người liên quan nếu có. Nhưng cho tới sáng nay cũng chưa có gì mở mẻ, dù cũng có đơn từ Bella, nhưng tòa vẫn chưa có quyết định gì, mới nên lại chờ đợi và hạnh phúc vì vậy. Nhất là thờ luật sư hơi quạo thôi ạ. Tòa cũng là báo là tháng 10 2023 sẽ tiếp tục. Ồ, cái này là trước đó rồi. À, quý các chị, đây là thông tin trước đó ha. À, một số thông tin trước đó thì mình không đọc quý các chị ạ. Thì có khán giả đến rất là đông luôn ha. À, thôi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây buổi sáng ha. Quý các chúng chị sẽ chia sẻ tiếp tục cho bà con cô bác một video tiếp theo nha. Bà con cô bác thấy video có ý nghĩa đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh. Thì mình chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe và sự bình an nha. Xin chào bà con và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.